Uầy, ông mượn hồn mà nó kêu như con dế ấy, các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến video tiếp theo của Hướng Trải Nghiệm. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ khi xem video của mình nha. Như thường ngày thì vào mỗi buổi sáng thì mình sẽ kiểm tra bể ốc của mình. Thì hôm nay thời tiết của miền Bắc cũng khá là rét, nên là mình thấy các em ốc của mình đang có hiện tượng đào hang rất là nhiều các bạn ạ. Thực ra đây là một tập tính khá thường thấy ở ốc mượn hồn. Và mình cũng đã chuẩn bị những cái gáo dừa như thế này để các em có thể trú ẩn vào trong. Bạn nào mà thường xuyên theo dõi video của mình thì chắc hẳn không còn lạ gì em Abido này đúng không nào? Em này thì cũng mới lột xác được một tháng thôi, nhưng mà nhìn màu em rất đẹp luôn. Và mình phải công nhận là dòng Abido này màu của nó rất là đa dạng luôn. Như em này của mình thì nó là cam pha tím, nhìn rất là đẹp luôn. Ở dưới các cái đầu móng của nó sẽ là màu tím, xong rồi sẽ là cam dần lên. Và cái em Abido này của mình thì cũng rất là dặn người. Có bạn nào ở đây mà lưới ốc nó rất nhát không? Hãy comment phía dưới nha. Và quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay thì là ốc mượn hồn liệu có kêu được không nhỉ? Nếu như là lần đầu tiên thì chắc hẳn nhiều bạn sẽ rất là bất ngờ giống như mình đúng không nào? Ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn mình đã quay lại cái khoảnh khắc này cho các bạn xem. Mình phát hiện là hai em Abido này đang tranh nhau vỏ và có một hiện tượng xảy ra các bạn ạ. Các bạn cùng nghe nhá. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây là tiếng của ốc mượn hồn đấy các bạn ạ. Nghe rất là giống tiếng của dế mèn đúng không các bạn? Theo như cá nhân mình thì đây là một tiếng động mà ốc mượn hồn phát ra để đe dọa kẻ thù cũng như là cái đối thủ của mình. Đối với cá nhân mình thì đây là một cái phát hiện khá là thú vị trong khi nuôi ốc mượn hồn. Không biết là các bạn như thế nào nhưng mình cảm thấy rất là hào hứng khi mà phát hiện ra một cái thú vị như thế này. Giờ thì mình sẽ tách hai em nó ra và thả hai em nó về bể của chúng nó. Tiện thể đây thì mình cũng khoe luôn với các bạn là mình cũng mới mua rất là nhiều em Abido về. Và đây cũng chính là em Abido mà mình thích nhất. Em nó có một cái vỏ rất là đặc biệt và cái màu sắc cũng khá là đặc biệt. Ở phần cuối video này thì mình sẽ quay một chút về em khuyên mà mình mới mua nhá. Không biết là có bạn nào quan tâm đến cái em khuyên này của mình không, nhưng mà mình cảm nhận là em này cũng khá là thuần các bạn ạ. Tuy nhiên là bị một cái vấn đề là em nó không chịu tắm các bạn ạ. Có bạn nào có cách hay thì chỉ giúp mình nhá. Và video mình cũng xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.